Xin chào cả nhà. Giờ đây mình sơ sơ rồi, giờ mình có mấy cái con chiên, bây giờ mình xách ra mình lọc ra mình nấu cả nhà cùng xem. Mình lọc hai chuối đây, bây giờ là lọc từng trái cho con rồi hả, chắc cái đầu mới lọc được đó. Lọc nấu bao tủ lạnh ăn cả nhà. Đây là cái ngon không? Chuối nó ngọt à. Nấu vô vô ăn ngon con. Chuối này nấu vô cho bậy quá nó chua lắm, ăn có được. Nấu vừa vừa thôi, đừng ai bao muối vô nấu. Đây cả nhà cùng xem nè, nhánh chuối móc con này. Con cháu nhớ đêm gì à? Mà mất 2 ngày nó chín hết. Mà yeah, chuối này là con tương nó cũng chưa không chưa chín cho ai là chín hết. Nó chín liền, dày, ăn nó ngon con à. Nước nha bà già, một lần mua mấy, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10 bình hơn má. Một bình một lần bự bình uống nước đây chứ nước giếng mình có mà giếng này nhiều vậy mà nhiều hầu nó bị cấu nó ấy mà mình mua nước ý, nước đây nó uống ba ba an toàn hơn. Em mang đi làm đám gì nè, mang đi làm đám gì dài đâu. Chú ơi, nấu cái 30 muối nữa, 30 muối vô. Còn nấu thì thấy không ạ, chín quá ăn ngon, chín quá bậy quá nó muốn ăn dày ăn sáng cho số rồi làm sao cũng nước được rồi. Mình ở nhà quê giờ là ngon quá rồi. Chú mình cháu đâu mình đây bao nhiêu bà thương mình thấy bà chặt bà cho nhiều cho cả buồn mà. Ông ba nó đi dãy á, đây chú nghe bà á, hôm trước chú bà đi lên buồng buồn gì cái bà cho mình chớ quá cho mà đây đây chú đây chủ nhà ông lên 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 dạy ông chặt gì à bà đó tôi chờ hôm nay qua đấy qua đêm qua chắc anh đi làm rồi nha. Tôi quá thời nhà chú đây nhỏ á, chù hôm trước cái này cha âm ba của chú à, đây là con của ông Út, con của em Út á. Mấy bữa chú cái mày thấy buồn cứu mà mắc không à? Ta, to mà dài trái nè, phải nói to lắm. Bữa nào mà cháu rối giờ kiện cái bà ngoại qua đất là ở nhà cháu rối đem chú to, bây giờ là đem chú nhỏ. Mà lúc một là bữa trước có đem bữa 14 đem ba một buồng, bữa 16 17 sách ba một buồng nữa, hai buồng cuối thắm mắc không. Bữa chờ bữa đem hồi nó là rửa đi chơi ở nhà nó đi chơi đấy rồi đấy đơm chỉ là đơm rồi một đấy một chuột một đấy đấy, đấy. Một xoong chuối đâu lại hứng nước ấy kia nó ăn vì cách cắt luôn ấy đấy là nấu á ăn luôn như nè. Em nấu món gì vậy? Nấu muối vừa vừa mấy cái đó mặn đó nó nghe gong đi rồi đó, không đó nó nghe mình cũng la làng lại sớm vậy. Mẹ có lấy nước mà uống nước thì uống ngon lắm á, nước ấy nè, nước giờ má bà đi nấu nè, giờ bà già bà đi nấu cắt lên nấu rẹt ngọt rổ cho nó nhiều trái à, coi cho nhiều nhiều cho nhiều kiếp ngọt ba năm rồi rồi mà cái gì ăn chuối nha. Đây một rổ đây, hai mẹ con ăn bạn không có gì bố bạn vô bạn ăn chuối nữa bạn em đâu bạn đi đâu mà đâu có biết chắc về đâu mà chắc đâu không có nha có hộp không ngọt cơ không. Đây là mà nấu phấn nè. Chú dạ. Chào ông bà cô chú, ông bà cô chú có khỏe không? Ăn đây con, lại lấy đũa. Ông bà cô chú khỏe. Con ăn không? Con ăn nè. Ra lấy đũa gắm. Lấy đũa gắm đi nè. Đi con. Dạ, kia lấy đũa kìa. Đi. Đi gắm ăn. Các bà cô chú xem. Con chào hoài. Con chào ông bà cô chú. Đây đâu? Đàn ông. Bố đâu? Bố đang ở trên nhà. Thì ai rồi Yếu? Mẹ. Chú chơi đây con. Chú chơi đây. Chú gì rồi? Chú móc và nấu á. Ngon lắm. À thì nó hỏi là chú ba, bà ngoài bà nấu chú làm gì ạ? Bà làm cái món gì? Nấu chú ăn cái làm món gì ăn? Chú. Đó, ôi, quá quá. Cho cô nghe. Chị làm ngọt ăn không? Ăn không? Này. Có nha. Món ăn rồi.
không con? Không chú. Phát mấy mà phát. Dạ. Dạ lấy con một cái. Nè. Rồi cô đút cho cô ăn. Nông, nông, ngon không con? Ngon không? Ngon không? Cô má đẹp ăn cho em. Quay lại hai đầu cho nó rớt con hạt rớt. Con đẹp chưa? Đó, đẹp. Đây là con thứ bảy cả nha. Cháu Hoài á, cháu Hoài, hồi nãy kia là cháu Cố. Con Út. Cô bé là con Út. Dạ, cô bé một. Thì vậy con. Nè, vui tay. Vui tay nè, lại vui tay cho ba một chút coi cho nào chút. Đi chào ạ. Chào ạ. À chào, gió dữ mà. Út. Ô ô ô ô. Tí nữa. Chào. Không ngon. Quấy lửa tay nữa. Chào. Đưa bạn. Ngon. Vui lắm. Chuối. À, chuối em ăn. Lắm á. Cháu Hoài lì lắm. Đây là cháu Cố. Ông 2 tuổi đâu. Ông biết không ạ? Ông biết à, ông biết không? Điều này đứa ông treo liền à. Giỏi lắm. Cái gì vậy? Quấy con người ta Cố vậy. Tao đây. À tao đây. Là không mà có miếng này. Không có miếng hả? Không mà có miếng. Không mà có miếng. Không có. Không mà có cho quấy không biết hả? Không có không, không có không cho quấy không 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 ta nhảy à tao không mà có không biết hả không mà tao đây 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 mà con quấy à nó đưa cho má quấy ăn con Đạt ăn đi quấy lại đưa đưa cậu Đạt ăn đưa cậu Đạt ăn đưa kia ông Đạt, ông cháu ăn có thử hạ trái một kiêu ngán không? Ngọt quá nhỉ. Mình ăn ba trái không? Số đố bụng anh ăn ba trái không? Ba. Bé quấn. Lại đây, lại bố không? Lại thử ông Đạt của chú thấy đẹp trai không? Bỏ đẹp tao Thầy nhớ ăn cái túi này lâu rồi sao? Nó muốn nè. Cháu muốn nè. Sao? Ba. Bốn trái. À bốn trái hả? Ba. Ba hai trái. Ba. Ba nè. Chúc ông bà cô chú một ngày mới vui vẻ nha, chào bà Hạnh Phúc nha. Chào cả nhà mình, giữ gìn sức khỏe, đang đầy hạnh phúc.